Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình đang chuẩn bị ship đi tới một cặp. Đây là chiếc xe Win 140. Mình gọi Win cho nó dễ thôi. Nó là một dòng xe của hãng Detect đó các bạn. Đây là phiên bản bánh căm. Bên mình đã gáp rồi, đã chuẩn bị cà số khung số máy và giao đi cho một vị khách. Khách này là ở Tân Uyên, Bình Dương. Còn chiếc xe này á, là đi tới Kiên Giang. Bánh căm á, là 14-7 và bánh mâm á, là 15 năm nha các bạn. Win. Kiểu dáng Win thôi các bạn. Kiểu dáng Win thôi nha. Rồi, của Detect nè các bạn. Đây, 140 phân khối nè. Lock nè, sơn màu đồng. Đây là những chiếc xe mới nhất mà bên mình mới về. Để mình nổ máy luôn cho các bạn ha. Đây, bạn Tuấn đó các bạn. Bây giờ mình sẽ nghe tiếng bồ. Tiếng bồ nghe phê lắm các bạn. Ok, nó hình như là 5 số phải không em? Anh quên rồi. 4 số hả? 1 chiếc 3 sao. Đây em thử luôn đi Tức. Bạn Tuấn sẽ thử luôn nha. Báo số ở đây nè các bạn. 2 4 số. 4 số, 1 chiếc 3 sao. Ok, rồi ok em. Rồi, quấn luôn đi em. Mình sẽ quấn luôn để giao cho khách các bạn. Để mình xem là khách tên gì ha. Rồi, mình thay mặt cửa hàng cảm ơn bạn Hoàng Văn Tý nha. Đã ủng hộ cửa hàng mình từ Bình Dương. Mình ship đi Bình Dương thì phí ship sẽ tầm khoảng 300. Còn ship tới Hà Nội là 500. Còn ship tới Sài Gòn nha, là miễn phí trên tuyến quốc lộ A. Hiện tại rất là nhiều xe chuẩn bị ship đây ha. Đi Sài Gòn rất là nhiều. Chiếc quay Thái này cũng đi Sài Gòn nè các bạn. Đây, Sài Gòn. Xe này cũng Sài Gòn, cái này là xe Beat. Beat 110. Honda Vario này cũng đi Sài Gòn luôn nè các bạn. Đi Sài Gòn luôn. Bạn nào quan tâm thì cứ alo cho nhân viên để được tư vấn chi tiết. Xe này là bạn Huy chốt nha. Bạn Huy chốt. Động cơ đó các bạn. Mình có chạy thử rồi. Nói chung là ok lắm. Rất ổn trong tầm giá luôn. Chỉ có 14 triệu 700 ngàn thôi. Rất ổn trong tầm giá luôn. Cái này là kim loại luôn đó. 14-7 bánh căm, 15 năm bánh mâm. Bản mâm nè các bạn. Đây là bản mâm. Bên mình hiện tại vẫn còn rất là nhiều dòng xe này nha. Các bạn nào quan tâm thì cứ alo cho nhân viên liền để được tư vấn chi tiết đó các bạn. Một cặp luôn. Địa chỉ cửa hàng Hoa Duyên là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng nha các bạn. Đây, xe Charlie 50. Xe này ship đi Bà Rịa Vũng Tàu đó các bạn. Xe tay ga 50. Xe này cũng đi thành phố Hồ Chí Minh luôn, Korea. Bên mình ship toàn quốc nha. Ship về Cà Mau trên tuyến quốc lộ A cũng là miễn phí, Sài Gòn miễn phí. Ra tới Bình Dương, Đồng Nai là khoảng 300. Và ship tới Hà Nội mình nhắc lại là khoảng 500 ngàn thôi các bạn. Đây, đang đi nha các bạn ha. Bên mình có tới mấy tải lận là tuyến đi Sài Gòn riêng, rồi đi các tỉnh mà không trên tuyến quốc lộ A là riêng nữa, rồi đi Hà Nội là riêng nữa các bạn ha. Đã chuẩn bị đi đó các bạn. Và đây là dòng Win mình nhắc lại, côn tai 4 số, 1 trước, 3 sau. Nó phải có bằng lái nha các bạn ha. Động cơ chạy ổn lắm các bạn. Mình có từng trải nghiệm nó rồi. Nếu các bạn muốn xem thì mình có thể là quay trở lại. Mình cũng đã có đăng clip trải nghiệm nó. Chạy cũng mượt lắm các bạn. Rất là mượt. Đặc biệt nha, mình về số lớn mà đi tốc nhỏ nó vẫn không giật. Nó hay ở chỗ đó. Còn đây là quà tặng cửa hàng nè. Hai nón bảo hiểm, áo thun, áo chùm xe và hai móc khóa. Đây, lên xe tải nè các bạn. Nãy giờ lên được chiếc nào chưa? Mình tranh thủ mình xem lại một chút xíu ha. Cái chỗ này là khu vực để mình khóa cổ xe nè. Đây là phần cục trước ha. Đây,
cái vành này á, để mình xem nó là 18 inch nha. À, cho nên là cái khoảng sáng gầm của nó cao lắm, nó đi theo cái dòng Vinh mà. Nhưng dòng xe này đi đường trường, đi đường xấu, đồi núi cát đá đồ là rất là hợp lý. Động cơ nó mạnh, côn tay thì các bạn buồn nó dễ, và chở đồ cũng ok. Xe này thì mua về mình sẽ làm theo thích của mình một chút xíu nữa. Các bạn có thể là không cần lên gì nữa, chạy luôn cũng được rồi. Nhưng nếu mà các bạn, thường là những bạn đã mua xe này á, đa phần là các bạn về các bạn hay làm này làm kia vô, chứ không bao giờ để nguyên zin. Vỏ sau nè, các bạn nhìn cái vỏ sau nè, thấy không, nó sẽ rảnh rất là sâu để các bạn bường nó à. Đây bồ nè, bồ có nhiều nắp tình chỉnh lắm các bạn, yên rất là dày. Bên mình ship toàn quốc, mình nhắc lại lần nữa là ship toàn quốc. Bạn nào quan tâm này cứ alo cho nhân viên đi để được tư vấn chi tiết ha. Rồi, lên xe luôn ha. Như vậy là hôm nay chúng ta đi tới hai chiếc Win nha các bạn. À, một chiếc là đi Bình Dương, một chiếc nữa là đi Kiên Giang. Xin thay mặt cửa hàng Mai Duyên cảm ơn tất cả các bạn gần xa đã ủng hộ cửa hàng anh mình. Còn đây là chiếc Charlie 50, mình cũng đã có video cho nó rồi ở bên kênh Thái Phạm các bạn. Còn đây là thắt 350i ha. Bây giờ mình sẽ khép lại cái video này ở đây nha. Xin chào các bạn.